Và quý vị và các bạn thân mến, giờ đây chuyển đến một tiểu mục tiếp theo mà chúng tôi nghĩ rằng là rất là nhiều người, đặc biệt là các chị em của chúng ta quan tâm. Đó chính là tiểu mục khỏe hơn và đẹp hơn. Làm sao để chúng ta khỏe hơn mỗi ngày, làm sao để chúng ta đẹp hơn mỗi ngày. Và nói về việc mà khỏe hơn thì cái việc giờ đây mọi người đến với những cái phòng tập và fitness hay là để chúng ta tập gym, để chúng ta vận động thì dường như đã không còn xa lạ gì với mọi người, đặc biệt là với mọi người ở các thành phố lớn hay ở những cái khu mà nhà chung cư cao tầng. Thì hầu hết những khu vực như vậy thì đều có những cái phòng gym ở xung quanh đó, hoặc là ngay trong cái khu nhà của mình thôi, để cho cư dân có thể tham gia vào. Có thể nói rằng là bản thân nhà Hoài Anh thì cũng ở một cái khu vực có rất là nhiều cái phòng gym xung quanh, nhưng mà mình cũng tự thú rằng là mặc dù mình rất thích nhưng mình cũng chưa có cái lần nào để mà mình thực sự là động lực để mà mình đi vào để mình trải nghiệm. Mà ở đây trong ba MC của chúng tôi nghĩ rằng là MC Vân Anh là người đã từng đến với phòng tập gym, đã từng trải nghiệm với những cái khóa tập gym với các anh chàng PT rất là cao to đẹp trai sáu múi. Đó là động lực của mình tới phòng tập gym. Bởi vì là cổ chưa có gia đình quý vị ạ, cổ chưa có người yêu cho nên đó là cái động lực của cổ là rất là hợp lý. Nhưng với một người mà có gia đình hay là có con nhỏ như bản thân Hoài Anh đây thì đôi khi mình còn tự phải đưa ra một cái lý do rất là hợp lý để mà mình chưa thể nào đến được phòng tập gym. Đó chính là nội cái việc chăm con, mình làm việc nhà thôi là đã đủ là đốt cháy calo. Đúng rồi, thực sự là vậy mà. Bởi vì làm việc nhà em thấy là tốn năng lượng nhiều lắm luôn. Cho nên em cũng bảo nhiều chị em phụ nữ mà sau khi sinh con hỏi Vân Anh là có nên đến phòng tập gym để giảm cân hay không. Thì em bảo là thôi không cần đến phòng tập gym. Bởi vì thật ra là bản thân chị á, nếu như nhà chị chung cư thì em không nói. Chứ nhà nào mà 2-3 lầu á, là cái việc mình chạy lên chạy xuống, mình đi lau nhà, mình lấy đồ, mình chăm con thôi là cũng không khác gì đi chạy bộ đánh trận. Nhưng mà thấy như thế này nè, là ví dụ như là mình làm việc nhà, mình chăm con thì đúng là mình có thể giảm cân bởi vì mình hoạt động rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà nếu như chúng ta tập gym, bởi vì đó là với những người mà họ chịu làm việc nhà, chứ ví dụ như lười lười nhát nhát như Hoài Anh thì cũng không giảm được. Nhưng mà mình tập gym, nếu như chị Hoài không đi chợ gọi điện ship đồ ăn lên tận nơi kiểu vậy là coi như không giảm được. Chính xác như vậy á, thì rõ ràng là tập gym thì chắc chắn cũng sẽ có thể giúp cho chúng ta rất là nhiều những cái mặt tích cực. Ví dụ như là họ cũng theo dõi chế độ ăn uống của mình như thế nào nè, hay là tác động lên những cái cơ của mình ra sao, thì chắc chắn là sẽ cải thiện rất là nhiều những vóc dáng của chị em phụ nữ. Rõ ràng là một trong những cái biện pháp mà giảm cân được mọi người truyền miệng nhau, mà vừa giảm cân vừa đẹp theo đúng cách nha, vừa đẹp mà vừa duy trì được một cái cơ thể nó đẹp mà nó săn chắc, thì thường là mọi người phải nói nhau là gym. Phải đến phòng tập gym. Vậy thì cái việc mà chúng ta tập gym là để giảm cân thì nó có đúng là sự thật hay không, hay là có những cái lầm tưởng nào khác, thì đó cũng chính là chủ đề mà ngày hôm nay chương mục khỏe hơn và đẹp hơn của chúng tôi muốn trao đổi đến quý vị và các bạn. Và có lẽ rằng là để giúp quý vị có một cái nhìn toàn cảnh hơn thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi cuộc trò chuyện ngay sau đây. Quý vị thân mến, có rất là nhiều những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề tập gym giảm cân. Có phải là tập càng nhiều thì càng tốt, càng ra mồ hôi nhiều thì chúng ta đốt cháy mỡ thừa một cách hiệu quả? Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ ngay sau đây. Như mục tiêu của em là tăng cơ, giảm mỡ. Thế nên là mình kết hợp các bộ môn thì cái vận động của mình sẽ tăng lên. Ví dụ đối với người giảm cân, chỉ cần vận động người ta tăng lên là cái mục tiêu của người ta sẽ đạt được. Vì như mọi người thường sợ là tập gym thì sẽ khó giảm cân và dễ tăng cân hơn. Tuy nhiên thì khi tập gym thì chúng ta cải thiện là cải thiện phần cơ bắp và chúng ta giảm đi lượng mỡ thừa. Và cái lượng cơ bắp tăng lên thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc giảm cân, cho nên là tập gym là lựa chọn giảm cân phù hợp với mọi người. Tôi cũng nghĩ là nếu mà tập nhiều thì sẽ ra nhiều mồ hôi hơn và đốt nhiều năng lượng hơn, thì như thế cũng là một cái lý do để mà giảm cân tốt hơn. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã lắng nghe những chia sẻ của những người tập gym, và để đồng hành với chúng ta trong mỗi buổi tập thì chắc hẳn là sẽ có huấn luyện viên sẽ giúp chúng ta có những bài tập một cách hiệu quả, bên cạnh đó sẽ tư vấn và giải đáp những thắc mắc cho chúng ta. Và ngày hôm nay Phương Thảo rất là vui khi được đồng hành với huấn luyện viên Thế Anh. Xin chào anh Thế Anh ạ. Xin chào Phương Thảo, xin chào quý vị khán giả. Có rất là nhiều những chị em thắc mắc là có phải là khi chúng ta tập gym để giảm cân thì tập càng nhiều sẽ càng tốt, hay là chúng ta ra mồ hôi nhiều sẽ giúp cho chúng ta đốt cháy mỡ thừa. Vậy thì huấn luyện viên có thể giải thích rõ hơn về điều này được không ạ? Một số anh chị em khi bắt đầu đến phòng tập gym thì họ sẽ hay nghĩ là mình chỉ cần tập nhiều hơn, mình hoạt động nhiều hơn là họ sẽ tự khắc có thể giảm mỡ. Nhưng trên thực tế thì mỗi người sẽ có một cái ngưỡng chịu đựng có thể khác nhau. Và để đảm bảo hiệu quả nhất cho quá trình giảm mỡ thì họ nên bắt đầu với một cái giai đoạn đầu nó nhẹ nhàng hơn một chút.
và dần dần tăng tiến cái mức độ. Ở đây có thể là bài tập, số mức tạ có thể tập được trong một buổi và hay là số buổi tập một tuần, thì cái việc thích ứng dần dần đấy sẽ khiến cái hiệu quả giảm mỡ của họ sẽ đem đến trong thời gian dài hơn mà đạt hiệu quả tốt hơn. Ngoài ra sẽ có một số lầm tưởng là về việc là cứ ra nhiều mồ hôi là họ sẽ tự khắc sẽ giảm được nhiều mỡ hơn. Nhưng mà trên thực tế thì cái cơ chế tiết mồ hôi của cơ thể là cơ chế để giải tỏa thân nhiệt khi mà thân nhiệt đang bị đẩy lên quá cao. Còn cơ chế đốt mỡ cơ thể là một cơ chế khác. Khi cơ thể chúng ta mọi người ăn đồ ăn vào thì mỡ sẽ được tích trữ khi mà chúng ta ăn quá lượng năng lượng cơ thể yêu cầu. Và để mà có thể giảm mỡ được thì bắt buộc chúng ta sẽ phải hoạt động nhiều hơn, năng động hơn bằng số là mọi người đi tập, người tăng số bước chân vận động trong một ngày. Ngoài ra phải kết hợp với một chế độ ăn uống hợp lý thì khi đấy hiệu quả giảm mỡ đem lại một cách tối ưu. Và khi tập gym một thời gian dài ấy, thì đôi khi á, các chị em lại thấy rằng cơ bắp của mình to hơn và đôi khi sẽ bị thô. Vậy thì không biết là thực trạng của việc này như thế nào ạ? Phần lớn các chị em khi bắt đầu tập với gym hay là nhìn thấy tạ thì họ sẽ đều nghĩ là cơ thể họ sẽ bị thô kệch hoặc là bị quá là vai u thịt bắp. Nhưng mà chuyên gia khoa nghiên cứu đã chỉ ra thì với nữ giới thì cái lượng hormone của họ sẽ không phải là ở trong điều kiện lý tưởng để có thể tăng một khối lượng cơ bắp lớn như vậy. Với một số chị em nữ khi họ nhìn thấy các trang bìa với các vận động viên thi đấu thì họ sẽ hay thấy những hình ảnh vai u thì bắp hay là những hình ảnh là rất nhiều cơ bắp. Nhưng mà đấy là những vận động viên họ hy sinh để họ phục vụ mục đích thi đấu thì họ sẽ phải sử dụng các hormone ngoại sinh. Còn với chị em bình thường thì chị em không cần là phải sử dụng những hormone đấy nên là cái tốc độ tăng cường họ sẽ không thể đạt được cái ngưỡng như là các vận động viên. Nên cái này các chị em cứ yên tâm với việc tập luyện. Vì với việc tập luyện với tạ và kết hợp một số hình thức tập luyện khác thì sẽ chỉ đem lại cho họ một cái vóc dáng đẹp hơn, các số đo vòng, cải thiện số đo vòng một cách tốt hơn thôi. Chứ không dẫn đến cái việc mà sẽ bị tăng quá nhiều các bạn. Khi mà lớp tập luyện á, thì mọi người rất là mong thay đổi về cân nặng đúng không ạ? Nhưng mà kết quả sau một thời gian luyện tập thì cân nặng vẫn như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì cơ của chúng ta có được sự thay đổi chắc cơ hơn và tỷ lệ cơ thể thì đều theo tỷ lệ mà mọi người mong muốn. Vậy thì huấn luyện viên có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Như bình thường thì mọi người sẽ hay theo dõi các cái chỉ số cơ thể bằng cân nặng hoặc là chỉ số BMI. Thì BMI là một chỉ số được dựa trên chiều cao và cân nặng hiện tại. Nhưng mà như mọi người đều nhận thấy đấy là hai người cùng chiều cao cùng cân nặng, nhưng mà khối lượng cơ bắp cũng như phần trăm mỡ khác nhau thì cái tương quan về mặt cơ thể họ sẽ khác nhau, đúng không ạ? Như là một người mà cùng chiều cao cân nặng, một người mà nhiều cơ hơn thì họ sẽ săn chắc hơn, còn người nào nhiều mỡ hơn thì người họ sẽ cảm giác lỏng lẻo hơn và xấu xí hơn. Thì đấy là sự khác nhau khi mà chúng ta theo dõi ở cái chỉ số BMI. Nên là cái chỉ số mà lý tưởng nhất để người theo dõi ở đây nên là phần trăm mỡ và cân nặng. Và với một số người mới tập luyện thì họ sẽ dễ nhận thấy cái quá trình tăng cơ giảm mỡ cùng một thời điểm. Khi mà cân họ không thay đổi nhưng cơ thể họ vẫn săn chắc hơn, phần trăm mỡ giảm đi. Thì đây là một cái giai đoạn rất là tuyệt vời của người mới. Tại vì khi này cơ thể họ mới bắt đầu nhận những cái kích thích từ cơ bắp. Nên là họ rất dễ có thể tăng cái khối lượng cơ lên nhanh hơn. Với những người mà giai đoạn tập luyện càng kéo dài thì cái hiệu quả của tăng cơ giảm mỡ này nó sẽ giảm dần đi. Nên là với những người mới tập, nếu mà họ có thể tìm hiểu được những nguồn kiến thức khoa học hơn để bắt đầu giai đoạn mới này thì rất là lý tưởng, bởi vì khi này cơ thể họ đang ở trong một điều kiện vô cùng tốt để có thể thực hiện quá trình tăng cơ giảm mỡ trong cùng thời điểm. Cảm ơn huấn luyện viên Thế Anh với những chia sẻ vừa rồi. Còn ngay bây giờ thì huấn luyện viên sẽ giúp chúng ta có những bài tập vô cùng đơn giản, hiệu quả và có thể giảm cân cũng như là cải thiện vóc dáng. Anh Thế Anh ơi, Phương Thảo thì lại bị gặp một cái vấn đề về cơ thể, bởi vì cái đùi của mình thì khá là to, thì cũng rất là mong muốn anh sẽ giúp Phương Thảo có một cái bài tập hiệu quả với phần đùi của mình, anh sẽ giúp được không ạ? Thì đây là một cái máy tập nó sẽ giúp Phương Thảo cải thiện phần đùi, bởi vì khi mà Phương Thảo tập cái máy này với Dusan thì nó vô hình nó sẽ khiến cho phần đùi của mình cải thiện. Dạ vâng. Đầu tiên thì Phương Thảo sẽ nắm hai tay vào đây. Phần thân người và phần đùi sẽ áp sát vào trên máy. Thì khi bắt đầu tập thì mình sẽ gập cổ chân lên. Và giai đoạn đi xuống thì cố gắng sẽ kiểm soát nó làm sao để chậm lại chút xíu thôi. Dạ. Trong vòng 3 giây. Lên thì nhanh, lúc xuống thì giữ chậm lại trong vòng 3 giây. Và trong toàn bộ quá trình đấy thì tay cũng như là thân người và đùi Phương Thảo vẫn giữ chặt ở trên cái điểm cố định này. Dạ. Bây giờ thì Phương Thảo sẽ nắm vào hai và người thì phải dựa vào trong đây đúng không ạ? Người toàn bộ người và thân người thì sẽ giữ như thế này. Dạ. Xuống chậm thôi.
Như vậy thì anh đã giới thiệu Phương Thảo một bài tập cho phần đùi sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập thứ hai. Bài tập này sẽ giúp cho chị em có thể cải thiện cũng như giúp săn chắc cái phần mông đùi. Chắc là bài tập này các chị em sẽ khá là thích. Dạ vâng. Thì vận dụng cụ bây giờ sẽ có một quả tạ, nhưng mà khá là nhẹ thôi để tí nữa Phương Thảo có thể làm được. Thì đầu tiên Phương Thảo sẽ đứng hai chân trên bụng như này. Cũng chân hơi mở một chút, không phải đứng thẳng, hơi mở một chút. Luôn giữ thân người thẳng. Và lúc mà bắt đầu đi xuống, đầu gối sẽ luôn mở theo hướng mũi chân. Sau đứng thẳng lên, mũi chân hơi mở một chút, không cần mở quá nhiều, trên góc này. Nhẹ. Mũi chân hơi mở một chút, một tí. Thân người ở trên luôn đứng thẳng. Thì huấn luyện viên Thế Anh cũng đã chỉ cho Phương Thảo những bài tập về đùi ở phần dưới cũng như là phần mông. Nhưng mà nãy giờ thì chúng ta cũng đã hỗ trợ của máy móc nữa. Nhưng mà nếu như Phương Thảo muốn tập những cái bài tập ở nhà thì huấn luyện viên có thể chỉ cho Phương Thảo một số bài tập đơn giản được không ạ? Thì sắp tới hiện tại mình sẽ giới thiệu cho Phương Thảo một bài tập tên là plank. Thì bài này sẽ hỗ trợ chị em có thể giúp săn chắc phần bụng. Ngoài ra thì với chị em mà hay đi giày cao gót hoặc là hay ngồi máy tính ngồi văn phòng nhiều thì nó cũng là bài tập rất là tốt để cho giải quyết những cơn đau của chị em, hỗ trợ giải quyết những cơn đau của chị em từ lâu dài. Okay, thì bài plank này thì chắc ở nhà chị em sẽ cần một cái tấm thảm. Thì đầu tiên mình sẽ làm mẫu cho Phương Thảo. Thì đầu tiên Phương Thảo sẽ hơi chống hai cùi chỏ. Rồi từ từ đẩy cái phần chân các cổ đúng không? Thì trong bài tập này khi mà mình kiểm soát hơi thở hơn mình sẽ thấy cái phần bụng. Nó căng lên đúng không? Đúng rồi. Tại vì khi mà phần bụng mình căng lên thì cơ thể mình mới để giữ được cái thân người không bị rơi xuống dưới hoặc là bị võng lưng. Lưng mình cũng phải thẳng đúng không ạ? Rồi. Thì trong bài tập này bình thường người ta sẽ tính theo giây. Với người mới cũng có thể bắt đầu với khoảng một cái hiệp tập khoảng 30 giây. Đúng không? Vậy là Phương Thảo cũng đã hoàn thành đúng thử thách 30 giây của mình đúng không ạ? Và đúng là phải cố gắng thì mới có thể hoàn thành thử thách này, bởi vì mình cũng mới tập. Nhưng mà cái hiệu quả thì đúng là nó cũng thấy rằng cái phần bụng của mình nó cũng bị căng cứng. Bên cạnh đó thì chắc chắn là mình cũng phải tập thêm về hơi thở đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ mày phải yêu cầu Thảo giữ và kiểm soát hơi thở. Ngoài ra thì với là vì nó vì mình bắt đầu tập nên là mình hoàn toàn có thể bắt đầu với khoảng 30 giây thôi, về sau có thể tăng tiến lên với nhiều giây hơn. Và tiếp theo thì anh sẽ giới thiệu cho Phương Thảo cũng như quý vị khán giả một bài tập nữa cho phần bụng, nhưng mà bài tập này chúng ta tác động phần bụng một cách khác. Như bài plank vừa rồi thì mình sẽ giữ và phần bụng không di chuyển, thì bài tập tiếp theo sẽ chúng ta sẽ khiến phần bụng nó cơ bụng gập lại. Đây cũng là một bài để giúp và săn chắc vào phần bụng. Nhìn gương mặt của MC Phương Thảo thấy tập rất là vất vả, cực khổ, bởi vậy mới thấy là cái hành trình làm đẹp nó có dễ dàng đâu quý vị. Cho nên đó là lý do tại sao mà nhiều người chỉ cần đến phòng gym một buổi là họ không quay lại. Không quay lại bao giờ luôn, tại vì họ quá đau. Tại vì thường cái buổi tập đầu tiên lúc nào cũng sẽ rất là đau cái cơ của mình. Nhưng mà thật ra là đó chỉ là cái lần đầu tiên sau một cái khoảng thời gian là cơ của chúng ta được giãn gân, giãn cốt như thôi. Để mọi người xem là một đoạn cũng khá là ngắn theo dõi cái quá trình mà Phương Thảo đi tập thử thôi đúng không? Nhưng mà về nhà là cái cơ chân của mình á là nó bị mỏi. Và nó rất là căng và rung không? Đi dạ không, không nó nổi như vậy. Nhưng mà nó cũng bởi vì có nhiều người như vậy thật sự. Bạn của đúng giống như Vân Anh nói là đi tập một lần nhưng mà ham quá. Tức là cái bạn PT bạn bảo là bây giờ mình chỉ tập thử một vài động tác để biết thôi. Thì bạn nó bảo em làm được. Xong là cứ đứng lên ngồi xuống đến lúc mà qua ngày thứ 2, ngày thứ 3 là coi như để nguyên cái chân mà nó dạng vậy đó đi này là mà nó đi hai hàng luôn. Đi hai hàng luôn không khép lại được luôn, là bởi vì sao? Bởi vì bình thường chẳng bao giờ vận động cả. Xong đến lúc vận động thì nó bị quá sức, cho nên là cái cơ nó bị như vậy là bình thường thôi. Đúng rồi, mà nhìn Phương Thảo tập tự dưng mình cảm thấy động lực dễ sợ luôn á. Trời sao đẹp dữ vậy không biết nữa. Thôi tập chị cũng đẹp với tập một buổi mà tập cũng đẹp nữa. Như vậy là chị khỏi đi tập.
Bởi vì em hôm đó là bữa đầu tiên mà em tập luôn. Thì em thấy là ví dụ như mình đi tập á là mình phải hy vọng là huấn luyện viên thấy anh không có xem. Không, mình phải hình thành một thói quen. Bởi vì ví dụ như là mình tới phòng tập gym á thì chắc chắn là mình sẽ có động lực hơn là việc mình tập ở nhà. Ví dụ như là Phương Thảo cũng đã hỏi những bài tập ở nhà thì nếu mà mình rảnh á hoặc là mình có thời gian thì mình sẽ tập một cách hiệu quả hơn. Chứ còn nếu như là tự nhiên mà nếu chúng mà ta ai không cũng có nói một thói là quen chờ tới rảnh giống như 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 Thảo nói là chờ thì tới bởi lúc vậy rảnh thì làm thì sao bởi vậy được? Mình phải hình thành một cái thói quen ngày nào. Ví dụ như là chị Hoa Anh đúng khung giờ quen thuộc là bon tới giờ phòng tập 6 giờ sáng vậy anh có thể là gọi điện thoại video call cho em và bắt đầu là hai chị em cùng tập thể dục cũng được. Không có vụ đó. Nếu mà ai mà cũng như em thì phòng tập người ta mở ra để làm gì? Đúng không? Phải có người không hướng dẫn tùy cho chứ mình chị tập. Nhiều lúc á là mình có thể tập ở nhà này, nhiều lúc mình có thể tới phòng tập thì đó là chúng ta kết hợp một trong hai cũng được, hoặc là có nhiều người thì chọn hình thức chạy bộ cũng khá là tốt, em thấy cũng vậy. Cũng nhưng mà bây giờ hôm nay mình đang nói tới phòng tập gym và bây giờ là huấn luyện viên Thái Anh cũng đã hướng dẫn cho Thảo rồi nha. Đừng phụ giờ, người ta huấn luyện viên quá trời cái kêu thôi chị nhà chị tập đi, chị gọi video call cái kỳ cục vậy. Ý là bởi vì mình biết là mình không có thời gian để mà mình đến phòng tập cũng rất là nhiều. Các cái chị em bỉm sữa cũng nghĩ là như vậy. Nhưng Hoài Anh cũng đã thấy rất là nhiều các chị em rất là quyết tâm nha. Vẫn sẽ tranh thủ một khoảng thời gian, nửa tiếng, một tiếng thôi cũng được. Nhưng mà giống như Thảo nói là hình thành thói quen. Các bạn ấy vẫn cứ đến phòng tập, các bạn ấy tập ít thôi cũng được. Nhưng dần dần bắt đầu tăng cường độ, tăng thời gian lên là bởi vì là muốn đưa mình vào một cái khuôn khổ. Và rõ ràng khi mà chúng ta có một cái sự quyết tâm để chúng ta làm đẹp body của mình đó, để chúng ta tăng cường sức khỏe thì rõ ràng là phải đến phòng tập, bởi vì ở đó sẽ có các chuyên gia để các bạn ấy sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho chúng ta những cái huấn luyện viên để mà họ đưa ra những cái bài tập cho nó phù hợp. Và khi mà chúng ta đã quen rồi, chúng ta đã biết rồi thì chúng ta có thể về nhà chúng ta tập theo cái lộ trình như vậy cũng được. Đúng rồi, giống như chị Thảo tập bụng đúng không? Chị Thảo nghĩ là tập bụng nó sẽ giảm bụng mà thực tế đâu phải đâu. Tập bụng nó chỉ làm bụng mình to lên thật sự. Tập bụng nếu như mà với cái động tác gập như vậy là sẽ làm cái cơ bụng mình to lên, mình không hiểu tại sao ủa tập không giảm mà lại to lên. Ủa vậy vì sao? Tại vì nó tăng cơ của chị. Tăng cơ bụng không? Tức là bụng chị một đấm mỡ bây giờ còn dồn thêm có lớp cơ nữa, tức là nó phình lên. Hiểu không? Cho nên đó là lý do tại sao mà nếu như mình muốn giảm mỡ bụng là mình phải tập luyện toàn thân, tức là mình phải chạy bộ này, nhảy dây này để giảm mỡ toàn thân, tức là từ trên xuống dưới đều giảm luôn thì lúc đó bụng mới giảm theo. Chứ đừng có quan niệm là gặp bụng thì mình giảm bụng. Đó cho nên là đôi khi đến phòng gym mới biết, thật là biết thôi chứ đâu có tập đâu. Đó là những kiến thức thấy nhớ là Vân Anh có một thời gian cũng tập. Đúng rồi. Tất nhiên rằng ví dụ như một tháng là đi một ngày. Cũng đều, một tháng một ngày. Đều. Lúc đầu là một tháng hai ngày, sau đó là tháng sau đều là một tháng bây một ngày. Bây giờ một năm một ngày. Một năm một ngày. Nói chung là cũng có đến. Nhưng mà nói là nói vui vậy thôi. Nhưng mà bây giờ chúng tôi biết rằng là có rất là nhiều các chị em phụ nữ của chúng ta cũng đang theo những cái quy trình tại những cái phòng tập gym như vậy. Và chúng ta nhận được những cái lợi ích rất là thiết thực khi mà chúng ta theo tập những cái bài tập một cách có khoa học. Và thưa quý vị, để mà nói về việc mà tập gym thì không thể thiếu những cái bài tập gym giảm cân với cardio. Với những ai mà tập gym thường xuyên thì sẽ biết đến cái thuật ngữ này. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị, cardio là một phương pháp tập luyện giúp đốt cháy calo rất là nhanh, mang lại hiệu quả giảm cân, giảm mỡ bụng tốt. Và đây là từ viết tắt của từ cardiovascular, tức là bài tập làm tăng nhịp tim, giúp tăng cường trao đổi chất và tăng khả năng đốt cháy mỡ thừa ngay cả khi bạn đã dừng tập. Tập cardio là phương pháp sử dụng các bài tập nhằm làm tăng kiểm soát nhịp tim đến một mức định sẵn, làm tăng sự lưu thông tuần hoàn máu khắp cơ thể. Về cardio thì chúng ta có thể chạy nè, bơi nè, đạp xe nè. Đối với những người mới tập và những bạn chưa bao giờ tập cái gì thì chúng ta có thể bắt đầu bằng những bài tập cardio nhẹ. Ví dụ như chúng ta có thể chạy nhưng để ở nhịp tim khoảng từ 120 đến 140 thôi, trong vòng khoảng 45 phút cho đến 1 tiếng, hoặc có thể chạy, đạp xe hay là leo cầu thang. Leo cầu thang cái này có vẻ được nè. Nhà mình là vậy thì nhà chị Hà Anh ở tầng 19 thì mỗi ngày chị Anh chỉ cần có leo lên thôi. Tầng 1 cũng tầng 19. Dạ vâng. Xong là sách đồ, sách cứ như vậy thôi. Dạ. Bò. Nhưng mà chị luyện tập thì chị còn phải có chế độ ăn uống hợp lý nữa. Nếu như chúng ta không kết hợp cả hai thì sẽ không mang lại một cách hiệu quả. Như chị Hà Anh bảo là đôi khi mình sẽ nhịn đúng không? Nhưng mà nhịn là chị không có khả năng mà chị leo lên tới tầng 19 đâu. Mà chị mới leo lên tầng thứ 2 là chị đã có thể là gục ngã rồi. Chị bò thì lết được mà. Cũng cần phải có được cái sự chuẩn bị về năng lượng này cũng như là sức khỏe một cách thật tốt để chúng ta bắt đầu vào cái hành trình mà muốn giảm cân của mình. Đó chính là làm sao để chúng ta cung cấp protein đúng không? Đúng rồi, nói chung là tập thì phải ăn, nếu như mà tập mà không ăn thì tập cũng như không. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nói về cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi lại trên livestream được phát trên fanpage của VTC9 ạ. Dạ vâng, và nếu có những đóng góp gì thì quý vị hãy nhớ số điện thoại của chúng tôi 0901812999 hoặc là địa chỉ chương trình nói về cuộc sống, địa chỉ 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn bây giờ, Hoài Anh, Vân Anh và Phương Thảo xin cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.